shopsungtv.com/liên quân, giá rẻ, uy tín, chất lượng, vòng quay hấp dẫn, vòng quay miễn phí, nhận lại đến hàng ngàn quân huy, nét liên quân đa dạng mà giá cực kỳ rẻ. Thử vận may liên quân, nhận nét cực kỳ ngon, nhanh tay truy cập shopsungtv.com nha. Ok, hello anh em nhá, chúng mình đã quay trở lại với kênh của mình nha. Rồi, nói chung là giờ thì cũng chiều rồi anh em ạ. Đó, không biết anh em đã leo đến mức rank nào rồi ha. Rồi, còn mình thì cũng chưa leo được bao nhiêu đâu. Cơ bản là mình làm clip cho anh em coi chủ yếu thôi anh em ơi. Rồi, còn lúc nào thì leo rank thì mình sẽ ra sau nha. Hôm nay mình sẽ chưa leo hạt chính bởi vì hạt chính mình hứa leo chung với anh em. Nên là giờ mình chưa có đánh anh em, nên là mình đánh tạm hạt này để mình ra clip cho anh em coi nhá. Đó, nói chung là arc này thì reset thì cũng tinh anh 3 anh em. Mình đang đi 3 với hai bạn tinh anh 2 nhá. Rồi, ok, để xem trận đấu này sẽ diễn như thế nào nhá. Nói chung là rank đầu mùa căng lắm anh em. Bởi vì cơ bản là cách đấu hay bao nhiêu thì cũng reset hết xuống cái mức rank tinh anh 2 anh em ạ. Nhưng mà cơ bản thì mình chơi lúc buổi trưa cơ, nên là cái mấy ông mà rank cao chắc cũng lên cao thủ hết rồi anh em. Nên là đờ đánh cũng tạm sơ thôi. Nói chung là vẫn căng anh em. Ngày đầu tiên của mùa mà, sao mà không căng được đúng không? Anh em cùng theo dõi trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào nha. Ok, rồi ăn lẹ cái quái này xong rồi chắc là đi kiếm cái lùm nào nấp cho nó đẹp nhỉ. Rồi xong, floor solo queue với gấu ăn luôn rồi kìa anh em. Rồi từ từ bình tĩnh, mình sẽ nấp đây mình dình con data coi. Khả năng cao sẽ dọn lính mình đi. Mình sẽ lên bộ này nha anh em. Ok, lướt hụt không sao, vẫn chưa độ sai. Nó đi vào này, ôi nó đi vào đường dưới rồi anh em ơi. Data này khôn quá, tỉnh quá, nó đi vào đường dưới rồi. Rồi ok không sao nhé, tem đó thì chắc chắn là chuẩn bị xuống đây ăn rồng anh em. Nên mình sẽ nấp bụi này trước nha. Rồi nấp đây rình bắt con rồng nha. Hy vọng là cướp được con rồng. Tem mình ui hay quá, tu lèn trên ăn lại được mạng floor rồi. Đây này, tem bạn chuẩn bị gọi rồng ra anh em. Bây giờ phải thật là bình tĩnh. Nếu mà hy vọng là cướp được anh em, không cướp được thì cũng không sao nhé. Giờ nói chung là hên xui rồi, nó chém này. Trường chị ui, tôi trường chị lỏ rồi anh em ơi. Trường chị còn chấm máu anh em. Canh đam hơi dở tí nhưng mà không sao, giết được rừng đấy nha. Rồi ok, cái pha này thì lỗi nhẹ một nhịp nha. Rồi cái pha đó hơi lỗi anh em, bởi vì tôi cũng hên xui quá anh em ơi. Pha đó dồn chiêu để trường chị luôn nhưng mà thật tiếc là nó chấm thiếu một chấm máu anh em. Rồi pha này lui nhẹ tí nha. Từ từ tên bạn khả năng sẽ đánh cao đó. Tôi sẽ đi về đây tôi farm tí nha. Rồi chỉ cần thằng gia tan nó mà bay ẩu cái là rồi xúc có liền luôn. Đây chắc là từ nào để tôi xem coi. Thằng rừng nó bây giờ nó lên, nó bay luôn à. Đây tôi bảo chế đam cho này. Nó chế đam cho mít mình nha, cứu mít nha. Mít đâu rồi, vô đây ăn cục máu rồi, qua đây phụ mình coi. Đâu rồi, mít đâu rồi, ui. Trời ơi, ông mít không nên phụ mình một xíu đam mà được rồi, nhát thế, gia tan hết chiêu rồi mà. Trời ơi, mít nhát thế. Trời ơi cái gì, trời mình đang ăn cái bùa đó mà, nào bình tĩnh nào. Gia ta bày có tôi biết không, bảo có tôi biết thì bạn lên bảo điểm số nha. Rồi lượm, ơi rồi qua được mạng rồi, tiếc thế. Rồi đánh luôn anh em, tên mình đang đông hơn người nào, đánh nào. Đau, băng xương, hay quá, né được cái chiêu rồi. Rồi ao nhanh thành công hai chiêu nhưng mà cái pha này thôi hết cứu anh em ơi, pha này lui nhẹ cái anh em. Đau quá. Thì bạn dồn lên đam, ui dồi xém nó thì chết Violet, thế tôi biết qua tường kịp nhá. Rồi ok, pha này chắc đợi con Blue ra rồi ăn bùa anh em ơi. Bây giờ mà xuống dưới phụ Violet là hơi toang lắm. Violet đánh thấp rồi nha. Trụ này khả năng mất khá là cao đó. Bỏ đi anh em ơi. Tập này mình xuống là mình không làm được gì đâu. Bởi vì cơ bản là khó đép lắm. Thêm bạn có con Then đó anh em. Mình hết chiêu rồi, có Then bay vào nó đẩy phát là nó giết mình luôn anh em. Thêm bạn con Wonder Woman, mặc dù game nó phế thôi nhưng mà nó được thế dồn đam nó vẫn đau lắm anh em. Rồi Wonder ở dưới rồi, đây là mình sẽ qua đây mình ăn bùa đỏ nha. Chắc chắn nó sẽ ăn rồng rồi. Rồi hay quá, mình đang đợi Zata đi lộ sai để mình mới ăn, dám ăn cơ. Nhưng mà Zata lên ganh gấu rồi thì mình ăn luôn nha. Mình ăn luôn xong rồi mình sẽ di chuyển qua ganh ngược lại gấu nha. Pha này thì mà tên bạn mà lên cao tiếp thì chắc chắn là sẽ chết rồi đấy. Mình bảo mà pha này chắc chắn là chết rồi. Gấu ơi cố gắng chịu tí đi, tôi xuống liền đây. Rồi hay rồi gấu ơi. Rồi ok, pha này chắc chắn là Zata sẽ chết rồi. Nó tốc biến anh em ơi, nó biết ngay mà. Bạn tốc biến thì bạn cũng chết thôi, mình vẫn giữ lướt mà thì sao bạn chạy được. Rồi ok, tên mình cũng lượm luôn của bạn floor rồi. Trời ơi, một cái pha khá là lời cho tên mình đúng đấy. Ăn được hai mạng rồi nhưng mà thật tiếc là tên mình đầu game giờ mất mục tiêu hết anh em. Không ăn được mục tiêu nào hết, để tí nữa con tà hần ra mình phải ăn bù với tên thôi. Chứ mà mình đi rừng mà đầu game giờ để tên mà ăn ba mục tiêu luôn là thấy hơi bị dở rồi. Rồi ok, chuyện này thằng quân đầu của mình chưa chi nó xanh phết đó anh em. Để xem coi tí không biết tọa đánh được quân đầu của mình không nhỉ. Đây đánh thường này, đánh này, chém thường này rồi lui nhá anh em.
Còn con đồ của mình nhìn thế thôi anh em, nó sốc đàm ghê lắm. Nó chỉ cần xanh xanh tí thôi nó có đổ chọc, nhiều khi tôi còn không biết, không nghĩ là đàm nó sẽ to đâu anh em. Nó còn nổ chí mạng nó thì thôi tôi bất ngờ vãi trưởng ra. Rồi ok, ăn con tà hần xong rồi lại bị đi farm tiếp nhá. Rồi ok, lượm con màu đỏ xong rồi đi đánh nhau anh em. Úi dồi ôi, ui ui, thôi xong FB bắt rồi. Con này không biết FB cứu không đây, mình ra liền đấy, ăn màu đỏ không rồi này. Rồi xong nhà ta gãy cánh, tạm biệt bạn nha. Ui không ăn được kìa. Nhưng không sao, ui FB mình vẫn chạy được kìa. Phát này lượm được cả mạng của Then rồi anh em. Đó, bây giờ thì xuống đây đánh Wonder nha. Rồi qua đây nấp đây trước đi. Đúng rồi, qua đây cover cho mình này, giết luôn floor được không? Rồi mình đứng đây mình đợi Wonder nhá. Rồi xong Wonder xuống dưới farm rồi. Pha này binh đồng đội xuống anh em ơi. Rồi rồi rồi, đây gấu hiểu ý rồi, gấu đang xuống anh em. Từ từ nha, cứ đánh dụ Wonder hết chiêu đã, xong rồi đây gấu xuống rồi. Đánh luôn gấu, 2 đánh 1 không chụp cũng què né chứ cuối nữa đã. Rồi, đánh này. Rồi bổ chứ cuối đi. Rồi chém thường này, chém thường này. Rồi chém chứ 1. Ui, ui không đủ đam kia. Trời ơi, cái pha này đủ đam thì khả năng tôi có lướt thì tôi biết đâu chạy được thì sao đúng không? Rồi nói chung không sao, mình ăn được mạng của thằng Wonder mình lời hơn so với Flon mạng mình nha. Ok, mọi người thấy không? Con Wonder nó vừa mix xong đấy. Bây giờ tôi sẽ qua đây tôi rình nó nha. Rồi, các đây qua đây rình nó, solo kill nó coi. Khả năng úi trời nó thấy sai rồi. Rồi ha, không sao, nói chung là mình cũng cấp 12 rồi mà mặc dù nó hơn mình ít vàng thôi, mình cũng chưa biết, nói chung là chơi được. Rồi, đánh thường này, lui nhẹ cái này chọc. Ok. Adu, thôi xong rồi, pha này thằng này nó nổ chí mạng nhiều thế. Đấy anh em thấy không? Em thấy không? Pha này nó chọc bất ngờ vãi trưởng ra. Trời ơi, pha nó nổ chí mạng mấy cái liên tục luôn, làm tôi trắng máu luôn anh em ạ. Trời ơi, nhỏ thế không biết, đen quá. Rồi ok, nói chung là solo kill với bạn Wonder khá là ngu, bởi vì tôi đã khá là ít vàng nó mà tôi đang solo kill nó anh em. Cơ bản là Wonder nó hên quá, nó nổ chí mạng nhiều quá, tôi trắng máu luôn anh em, không kịp làm gì hết á. Chứ bình thường mà con gian này đến cấp 12 thì chả sợ Wonder đâu anh em. Con gian cấp 12 thì Wonder nó không có lại gian đâu anh em ạ. Đó, cơ bản chết tướng như vậy ha. Tôi vừa hồi sinh xong tôi bắt được một mạng cái là tôi chết luôn anh em ạ. Áo thật đấy, nằm xuống 4 mạng rồi, trận đấu này tôi farm khá là yếu luôn anh em. Đấy, chơi em farm khá là dở luôn, dừng bạn nó ao nhiều vàng quá, mấy hôm khi mình vàng gần cuối team. Trời ơi, không được rồi, đi farm lại tí nha, tên bạn ao con tà này. Pha này không biết đi tới, không tới kịp rồi, không tới kịp để chỉnh trị rồi. Flo, úi trời ơi, phản Flo làm gì đấy? Flo làm gì đấy? Flo bốc bẩn. Vậy trưởng thật lao thắng quá tàn tên mình luôn, áo thật đấy. Rồi ok, lựa Flo rồi, bây giờ lên đường chiến dọn lính nha anh em. Đó anh em thấy không? Đấy trận đấu ấy, ranh đầu mùa đó, combat căng thẳng không? Sơ hở một cái thôi là chết liền luôn đó. Nên là anh em chơi ranh này thì là cứ từ từ thôi. Bởi vì nhiều khi đầu game mình bị thọt á, nhưng mà kiểu team mình đánh chắc á, nên là kéo được về lết thì nhiều khi lết lại lật kèo anh em ạ. Nên là chơi cái rank cao này á thì nó cũng không biết trước điều gì đâu. Nên là chơi quan trọng là chủ thắng là trên hết nha, chứ đừng có nhây nha. Ok ha. Rồi, ok. Ui má ơi, con Tade nhấn nhẹ cái thôi tôi mất cả 1/4 cây máu rồi. Ảo thật đấy, đam to. Ấy nó gãy cánh kìa. Thôi xong rồi bạn ra thao ơi. Trời ơi, team bạn toàn búp bẩn thế này. Rồi bắt được thằng Tade này anh em. Rồi lượm nhá. Mày đứng chỗ một mày thì mày chết chắc. Đó, nói chung là phải tìm những cái sai lầm của tên phạm anh em ạ. Nhĩ thằng Zata nó bóp đồng đội vãi trưởng ra, nó vừa bay cái gãy cánh luôn, hết em mình bay lên ập đầu bắt nó luôn, để thêm ông AD đứng vị trí khá là lộ liễu nữa. Rồi mình tận dụng mình bay lên mình đánh nó liền luôn anh em. Đó, nói chung là chơi con gian này anh em phải biết nắm những thời cơ như vậy ha. Một là anh em khó bắt thằng AD đúng không, thì anh em hãy dùng để chiêu anh em đánh vào mấy con tanh á, anh em đánh một cái thôi anh em để lướt nha, thì lúc thấy mặt AD anh em sẽ có nhiều lướt anh em bắt tiếp cận nó. Chứ bình thường mà anh em tiếp cận nó một mạch luôn á thì anh em khó tiếp cận lắm. Thứ nhất, thứ hai là anh em còn bị SB nó cản nữa, nên là muốn bắt được hàng AD không phải là dễ đâu anh em. Nó phải tìm góc bắt nó mới được á, chứ không phải là cứ muốn là được đâu. Rồi pha này vô múc luôn đó. Ui không ăn được con bùa đỏ đấy anh em, không sao, nói chung là cái pha đó hên xui mà, để vì cơ bản mình không có chỉnh trị. Rồi đánh luôn anh em, pha này né chiêu này, rồi né chiêu này bay ngược lại này, lượm này, Wonder Woman hả, Wonder Woman trận này hơi bị xanh nhưng nó phun đồ rồi anh em. Rồi bắt luôn thằng này, giết luôn Flo nha, chém thường này. Đây tôi có thuẫn đánh được nha anh em ơi. Cái này có thuẫn này, đâu rồi tem, đâu rồi? Ui không được rồi, lui nhẹ cái bổ lấy trụ hồi máu này, bắn trụ. Ừ trời ơi, cái pha này xém thì chết. Đây không bắn trụ cho mình sớm đi, trời ơi xém thì chết. Rồi bây giờ cái con tà hần là cái con quyết định thắng thua anh em ơi. Tem nào mà ăn được tà hần thì tem nó sẽ thắng nha. Đấy anh em biết rồi, con Wonder Woman nó về lết thì nó chọc mẹ kiểu nhiều khi nó ảo ma lắm anh em ạ, nên là không biết trước là điều gì đâu. Đó nên là pha combat này mà tem mình chỉ cần sơ hở mất tà hần cái gọi là tem bạn nó win liền luôn á. Nhưng mà tem mình mà ăn được tà hần cái là thôi tem bạn xong luôn. Rồi ha, bây giờ lính mình đang khá là cao, là tem mình đang có rất là lợi thế nha. Khả năng cao là tem bạn sẽ về dọn lính mình ăn tà hần luôn này. Đấy thấy chưa? Đó, tem bạn lộ hai thằng rồi thì không ngán gì phải vỗ con tà hần hết. Trời ơi, bật công ty lên luôn. Rồi, thằng nào vào đây? Đây Wonder của mình đây anh em. Dụ nha. Rồi bỏ này. Rồi lui nhẹ cái bàn con thần nha. Nói chung là ăn tà hần trước. Rồi lượm này. Rồi ok, Wonder của mình con này chết chắc rồi. Tham tà hần thì chết này bạn ơi.
Rồi xong, sáng thắng rồi, bây giờ tôi bắt thằng AD anh em. Để chưa nhé, để cho cuối này tiếp cận thằng AD này. Rồi, đó, thêm gấu bay vào nữa. Thôi ôi, thêm mặt bốc hơi nhưng mà nghẹn lốt nhạc luôn. Ok, anh em thấy không? Đó, chơi game là combat căng vậy mới sướng anh em ạ. Rồi, ok, nói chung là trận đấu này thì cũng kết thúc rồi nha. Đó, cả nghe đã coi clip nha. Nên là hay nhất đừng quên mình xin một like, một số like ủng hộ mình, kênh mình nhá. Trận này mình không có đánh nhau nhiều anh em ạ. Không có ăn được mạng nhiều nên là anh em thông cảm nha. Bởi vì cơ bản là rank cao nó căng quá anh em. Nhiều khi nó thở không nổi luôn anh em. Rồi ok bye, hẹn clip sau nha.